tỏa mộng lâu. Tập 2. Mấy người mau dừng tay. Mấy người buông cô ấy ra. Buông ra. Buông tay ra. Mau buông tay ra. Cô không sao chứ? Sao mấy người có thể ức hiếp người ta quá đáng vậy? Tôi biết ngay cô có đồng bọn. Ở đời có câu ra tay bên vực kẻ yếu. Nếu tối qua chúng tôi không cứu cô ấy sớm đã nhảy sông tự tử. Giang gia các người cũng là những người có máu mặt, sao lại ức hiếp kẻ yếu như vậy? Cho nên các người muốn đứng ra bên vực cô ta đúng không? Nói đi, cần bao nhiêu tiền thì mấy người mới chịu yên đây? Vậy còn phải xem lương tâm của Giang gia các người đến đâu. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cô ấy đang mang thai, lại mất việc, quay về Thượng Hải còn không có chỗ ở. Anh xem, đúng vậy. Đương nhiên là chúng tôi phải đưa cho mấy người một khoản tiền lớn mới đủ, đúng chưa? Sau này đứa con trong bụng cô ta sinh ra rồi, toàn bộ tiền chu cấp ăn uống sinh hoạt đều do Giang gia nhà tôi lo. Ý cô là vậy đúng không? Mấy người nằm mơ đi nhé. Người Thượng Hải các cô tới đây diễn trò còn tưởng tôi không biết chắc. Mấy người cùng một nhóm. Anh nói ai là một nhóm? Tôi không phải nhé. Rõ ràng là anh ức hiếp người ta, còn vu khống chúng tôi lừa bịp. Vậy anh dám thề không? Anh có dám thề anh không ức hiếp cô ấy không? Đương nhiên tôi dám thề. Tôi dám thề đấy. Anh, nhị thiếu gia, cậu thì thề thốt cái gì? Là anh của cậu ta. Vậy anh mau gọi anh trai anh ra đây. Anh tôi bị mẹ tôi nhốt lại rồi. Ngày nào cô còn chưa đi thì mẹ tôi còn nhốt anh ấy lại. Tôi nói cho cô hay, một đồng cô cũng đừng mơ. Mau cút đi, không tôi báo cảnh sát đấy. Chú Thụy, mau đi báo cảnh sát. Dạ. Anh đi báo cảnh sát đi, anh thử đi. Mấy người cứ đợi ở đây, đợi cảnh sát đến. Tôi lại rất muốn cảnh sát đến, giúp chúng tôi lấy lại công bằng. Được, cứ chờ xem. Đóng cửa. Nhị thiếu gia, cảnh sát sắp đến rồi. Chú Thụy, sao chú có thể thật sự báo cảnh sát chứ? Tôi chỉ muốn dọa họ thôi. Nhanh nhanh nhanh, bảo cảnh sát đừng có đến. Chú nhanh đi đi, nhanh đi đi. Dạ dạ. Cô đừng sợ. Chúng ta cùng ngồi đây đợi cảnh sát đến, xem bọn họ còn dám giở trò không. Tôi muốn vào trong. Giang gia bọn họ nhốt đại thiếu gia. Tôi nói rồi, anh ấy sẽ không vô tình như vậy đâu. Tôi muốn vào Giang gia cầu xin bọn họ thả anh ấy ra. Thiếu gia, mấy người đi đâu vậy? Đi vào Giang gia. Anh làm gì vậy? Không được để cô ta bước chân vào nhà tôi. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, nhường đường nào. Xin lỗi, nhanh lên, nhanh lên. Mau chạy đi, tránh ra, mau chạy đi. Nhanh, bên kia, đi. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, cứu với, cứu tôi với, tránh ra. Cứu chúng tôi với. Mấy người giở trò, tránh ra nào. Sao vậy? Bọn họ giữa thanh thiên bạch nhật ăn hiếp chúng tôi, đúng vậy. Mấy người muốn làm gì? Không liên quan đến mấy người. Bọn họ là trộm cắp, tôi phải đưa bọn họ đi gặp cảnh sát. Ai là trộm hả? Anh đừng nghe bọn họ. Được, phú quý. Anh muốn làm gì? Mau qua đây. Các người muốn làm gì vậy? Anh đừng có mà giở trò. Anh muốn làm gì? Các vị hương thân phụ lão, mọi người mau qua đây, giúp tôi đòi lại công bằng. Cậu ta, đúng, chính là cậu ta. Cái cậu cao cao kia, cậu ta chính là đại thiếu gia của tiệm vải Khánh Dương. À không, là nhị thiếu gia. Anh ta ăn hiếp một cô gái đường cùng yếu đuối như tôi. Tôi mang thai cốt nhục của nhà họ Giang, họ không nhận, còn muốn giết người diệt khẩu. Các vị nói xem có lý nào như vậy không? Có lý nào như vậy không? Các vị cũng đã nhìn rõ rồi. Giang gia ác bá,
Không ngờ họ lại có thể ăn hiếp một cô nương yếu đuối như vậy. Không thể để họ dễ dàng ăn hiếp người ta được, có phải không? Các vị nói xem, có đúng vậy không? Mà họ gây rối gì trước tiệm thuốc của tôi vậy? Đúng vậy, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy các vị? Các vị đừng hiểu nhầm. Đừng nghe hai cô gái này nói sằng nói bậy. Chúng tôi không phải ác bá, chúng tôi cũng không muốn giết cô ta. Là bọn họ muốn đến uy hiếp tống tiền chúng tôi, nên tôi muốn đưa bọn họ đến gặp cảnh sát. Chuyện gì có vậy? Không có gì đâu, mọi người mau giải tán. Đừng đi, đừng đi. Anh nói bậy gì vậy? Rõ ràng là cô ấy mang thai. Giang gia các người không chịu trách nhiệm, giờ lại còn nói chúng tôi lừa đảo tống tiền, còn muốn bắt chúng tôi. Các vị nói xem, làm gì có cái lý ấy? Đúng, làm gì có cái lý ấy? Không lý nào lại vậy? Đúng vậy, tôi đến Giang gia để tìm đại thiếu gia. Tôi muốn anh ta chịu trách nhiệm, nhưng nhà họ Giang lại nhốt anh ấy vào, không cho tôi gặp. Còn muốn vứt tôi xuống sông làm mồi cho cá. Làm mồi cho cá sao? Tôi đến tìm đại thiếu gia nhà họ cũng chỉ vì đòi lại công bằng, có đúng vậy không? Các vị hãy thương lấy tôi. Ai có thể giúp tôi đi gặp đại thiếu gia nhà họ Giang? Đúng vậy, để tôi giúp cô. Đi, đi cùng tôi. Đến đạp gãy cửa nhà họ Giang. Đi. Liên quan gì đến anh? Anh đừng có mà lo chuyện bao đồng. Tôi không thể không lo. Tối hôm qua cô ấy suýt chút nữa nhảy sông tự tử. Nhảy sông tự tử? Đúng đúng, tôi có thể làm chứng. Cô ấy đúng là bị ép đến nước đường cùng. Tiểu thư, để tôi đưa cô đi. Tôi biết chỗ, cô không phải trả tiền. Được, mọi người cùng đi. Đi thôi, đi thôi. Nhanh lên nào. Từ từ thôi tiểu thư. Đi, đến đạp cửa nhà họ Giang. Đi nào, đi nào. Đi thôi. Hòa Khiêm. Cha, chú Lưu, con đi cùng làm gì vậy? Bọn con giúp cô ấy. Các con làm như vậy là đang xúi dục làm loạn, biết không? Mau quay về, hai người không được đi. Nhị thiếu gia, chú Lưu, hai người bọn họ cùng một nhóm với cô ta, hôm nay tôi phải đưa họ đi. Cậu hiểu nhầm rồi. Đây là Hòa Khiêm, con tôi. Còn đây là đồng nghiệp làm cùng ngân hàng, cô Châu. Hai người không phải cùng một bọn với cô ta? Vậy hai người sao lại làm loạn vậy? Chẳng lẽ chúng tôi dương mắt nhìn mấy người đang hiếp một cô gái sao? Đúng vậy. Cô Châu, đây là chuyện nhà người ta, đừng có tham gia vào. Chú Lưu, chú không rõ sự tình. Giang gia bọn họ là ác bá. Bọn họ? Giang gia sao có thể là ác bá chứ? Tiệm vải Khánh Tường nhà họ là tiệm vải lâu đời, đặt uy tín lên đầu, rất thành thật. Sao lại có thể đi ức hiếp người khác? Anh trai cậu ta làm cô ấy mang thai. Đúng vậy. Cậu biết sao? Tôi... Một cô gái phong lưu làm vũ nữ. Sao các người? Đợi chút, anh nói gì cơ? Sao? Cô ta chưa nói cho mấy người biết à? Cô ta là vũ nữ người Thượng Hải. Mấy cái chuyện vui chơi xong, làm cho to bụng, lại cứ muốn bước chân vào nhà người ta. Hai người đúng là lo chuyện bao đồng. Chú Lưu, tôi mượn điện thoại chút, tôi cần thông báo cho người nhà. Được, mời mời. Không được đi đâu đấy. Vũ nữ sao? Con đi nhảy, không mua vé vào cửa hay sao? Hay là chưa trả tiền? Con làm gì có lỗi với cô ta chứ? Con với cô ấy có tình cảm à? Còn nói nữa. Có tình cảm? Con không cảm thấy có lỗi với vợ con sao? Giờ nhà ta trên dưới đều đang giấu vợ con. Con đi đi. Con đi mà yêu đương với cô ta. Alo, Đạt Hải. Sao lại vậy được? Có chuyện gì vậy? À, không có gì ạ. Đạt Hải, em đợi. Có chuyện gì? Mấy người đó đến làm loạn. Con tìm Đạt Thiên thì làm được gì? Phố Tây tiệm vải Khánh Tường nhà họ Giang ức hiếp người quá đáng.
Mẹ, mẹ, mẹ thả con ra, để con nói chuyện với cô ấy. Mẹ, nói cái gì mà nói? Con muốn xin lỗi cô ta, để cô ta dễ dàng lấy được nhiều tiền sao? Cô ta kéo theo mấy chục người đến làm loạn là đến bàn chuyện yêu đương với con à? Con cứ làm loạn đi, làm loạn lên để vợ con biết, xem con giải thích thế nào. Mẹ, mau lên, đi gọi Tam tiểu thư đến trong chừng mở cả. Dạ. Mẹ, tâm trạng của mẹ không tốt sao ạ? Con muốn đi đâu? Ông bán cá chắc đến rồi. Con muốn giúp mẹ chọn một con cá ngon để làm món cá sốt. Trời bắt đầu nóng lên rồi, mẹ ăn cho giải nhiệt. Cô đi chọn cá. Lão Thái, Hiếm Ngô bọn họ đều là kẻ vô dụng sao? Đến cá cũng không biết chọn, còn phải phiền đến đại thiếu phu nhân như cô đi chọn. Người làm chủ như cô hiền thục đảm đang như vậy, không sợ kẻ dưới hận thấu tâm can à? Dạ, vậy để con đi gọi bọn họ. Không cần, nay tôi không muốn ăn cá. Trời nóng như vậy, cô đừng đi lại lung tung. Không sợ người khác nói cô rảnh rỗi quá, không ở yên nổi trong nhà à? Dạ, mẹ nói phải à? Đi thôi, mau vào, mau vào. Đến nơi rồi. Lão bà, phiền bà nhường đường. Chúng tôi muốn đến Giang gia đòi lại công bằng. Thân già này không thể nhường đường. Giang gia nhà ta không to, không tiếp đón nổi nhiều người như vậy. Ta tiếp đón không được chu đáo, không thể để mấy người tùy tiện xông vào. Đại phu nhân, tôi chỉ muốn gặp Đạt Thiên một lúc. Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Cô là ai? Ta có quen biết cô sao? Tôi... Các người diễu võ dương oai kéo nhau tới đây, cũng nên có ai đó đứng ra nói chuyện chứ. Là anh sao? Không phải, là cô ấy. Giang gia các người ức hiếp người ta, chúng tôi tới đây là để giúp cô ấy đòi lại công bằng, có đúng không mọi người? Đúng, đòi lại công bằng, đòi lại công bằng. Mấy người còn đứng ngay đó làm gì? Mau qua xem đi. Đại phu nhân dặn không được qua đó. Cô ta là ai? Ta không quen biết. Đại phu nhân, bà cứ để đại thiếu gia ra đây thì chẳng phải thành quen rồi à? Đúng đó, gọi anh ta ra đây, đưa anh ta ra đây. Con trai ta làm ăn buôn bán, người quen biết nó, người không quen biết nó ít lắm sao? Những người nó quen biết chẳng lẽ ai nó cũng gặp mặt à? Đâu phải ai cũng muốn gặp. Cô gái này nhà họ Giang chúng ta không muốn gặp. Mấy người đàn ông các người ít nói chuyện bao đồng đi, mau về đi. Đại phu nhân, lời này của bà, đại thiếu gia nhà các người làm to bụng con gái nhà người ta, ít ra cũng nên ra đây nói chuyện chứ. Đúng vậy, gọi anh ta ra đây nói chuyện. Giang gia nhà ta không quen biết người phụ nữ này. Cô ta có thai hay không chúng ta không biết gì hết. Sao nhà ta phải chịu trách nhiệm? Không đúng, như vậy khác gì lật mặt đâu. Đại phu nhân, đại phu nhân, vậy chỉ có thể thiếu gia nhà các người mới biết rõ. Con trai tôi không biết gì hết. Đại phu nhân, bà như vậy vô lý quá. Mấy người cũng nên nói đạo lý chút đi. Cả đám người tới gây náo loạn, các người biết rõ lai lịch của cô ta không? Cô ta là một vũ nữ đến từ Thượng Hải. Vũ nữ? Con trai ta đến Thượng Hải bàn công chuyện, hoặc là đến xem cô ta biểu diễn, hoặc là bàn việc làm ăn với cô ta. Đó cũng chỉ là những chuyện xã giao phong hoa tuyết nguyệt. Một cô gái phong trần, sớm ba chiều bốn, nghề của cô ta là mua vui cho đàn ông. Làm gì có cái đạo lý nào để bụng to rồi lại đến tìm khách hàng đòi nợ? Các vị đều là những người học rộng biết nhiều, thấu tình đạt lý. Các người nói đi, chúng ta phải chịu trách nhiệm thế nào? Mấy người mau nói đi. Cô ấy là vũ nữ sao? Vậy thì khó nói rồi. Nhưng mà
đại thiếu gia nhà các người. Anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm. Anh ấy nói anh ấy muốn lấy tôi làm vợ lẽ, là chính anh ấy nói vậy. Đứa con tôi mang cũng là cốt nhục của anh ấy. Có thừa nhận hay không, bà cứ thả anh ấy ra, để chính anh ấy tự nói với tôi. Con trai tôi hứa hẹn gì với cô? Đây không phải là Thượng Hải, đây là Giang Gia. Tôi quyết định mọi thứ, tôi làm chủ. Cô dám mở mồm ra nói cô mang thai con của ai, thì tôi cũng muốn hỏi cô ngủ với bao nhiêu người rồi. Tôi chưa từng gặp cô gái nào vô liêm sỉ như vậy. Cô là vũ nữ, đấy là nghề của cô. Đúng, tôi là vũ nữ, nhưng tôi là một vũ nữ trong sạch. Tôi nhảy với khách là xã giao thôi, chỉ là giải trí. Chúng tôi đều là người làm ăn chân chính, chúng tôi không hề ngủ với khách. Tôi đang mang cốt nhục nhà họ Giang các người. Bà mau gọi Giang Đạt Thiên ra đây. Tự tôi sẽ hỏi anh ấy. Mau qua bên kia đi. Đàn ông tới chỗ các cô đều là phong hoa tuyết nguyệt nói chuyện yêu đương. Mấy câu nói tình cảm yêu đương mua vui, cô cũng có thể đem ra chỗ đông người mà nói sao? Đúng là cái loại vô liêm sỉ. Tôi còn thấy ngại thay cô. Cái loại phụ nữ không chân chính đừng có dây dưa với nhà họ Giang chúng tôi. Các người đi hết đi. Tôi không đi đâu hết. Nếu hôm nay tôi không gặp được Giang Đạt Thiên, tôi sẽ chết ở đây. Ở đây có ai dám khiến tổ tiên xấu hổ, cả họ bị chê cười, hồ đồ đi nhận một nghiệt súc do kỹ nữ sinh ra không? Ai dám nào? Ra đây dạy cho lão bà này phép tắc gia đạo, luân thường đạo đức. Ai nào? Cậu à? Hay là cậu? Hay là ai? Mấy người hôm nay đến đòi công bằng, làm việc tốt, thì xin mấy người đưa cô ta đi khỏi đây đi. Cô kỹ nữ à, tôi nói cô nghe, tôi không phải kỹ nữ. Đứa bé tôi mang thai cũng không phải là nghiệt súc. Đạt Thiên anh ấy biết rõ. Đạt Thiên, đừng có kéo cô ta. Còn kéo cô ta, người ta lại nói chúng ta ức hiếp người quá đáng, cứ để cô ta làm loạn. Đạt Thiên, mở cửa ra. Đạt Thiên, anh mau mở cửa ra. Đạt Thiên, anh mau ra đây đi. Nhị phu nhân, không được ra ngoài. Đại phu nhân nói rồi, cứ mặc kệ cô ta. Bọn họ ức hiếp em, anh mau ra đây đi. Đại tẩu, bên ngoài có ai đang gào thét vậy? Chắc là người bán hàng rong. Bán hàng rong sao? Không giống. Gào thét đứt hơi khản tiếng như vậy. Đại tẩu, mẹ dặn rồi, cả nhà ta không được đi ra ngoài. Các vị đều nhìn rõ rồi chứ. Cô ta có muốn làm loạn thế nào cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người xem kịch đủ rồi đó, đều giải tán hết đi. Hầu tử, chúng ta đi khuyên cô ấy xem sao. Không ai quan tâm cô ấy nữa, chúng ta không thể làm ngơ. Đi thôi, tránh ra. Bao nhiêu người tới đây làm gì vậy? Đại phu nhân, là ai đang làm loạn? Sao các anh đến muộn vậy? Là cái người phụ nữ thần kinh ở bên kia. Mau đưa cô ta đi. Theo tôi. Còn báo cảnh sát thật đấy à? Vâng. Không thì biết làm sao ạ? Mấy người buông tôi ra. Các người làm gì vậy? Các người buông ra, tôi không phạm pháp. Tôi đến tìm người. Sao các anh ức hiếp người quá đáng vậy? Sao cô dám làm loạn ở đây? Đưa đi. Các anh buông tôi ra, tôi phạm tội gì hả? Các anh vô cớ bắt người. Ai đó giúp tôi với. Giúp tôi với. Cô tập hợp đám đông gây sự, tự ý xông vào nhà người khác còn dám kêu oan. Tôi nói cho bà biết, bà nhốt tôi, bà nhốt con trai bà, thì những chuyện này bà có thể không cần thừa nhận nữa sao? Con trai bà yêu tôi, vì yêu nhau nên chúng tôi mới có đứa bé này. Bà được lắm, bà nhốt con trai bà.
Bà nhốt cả tôi là chuyện này sẽ kết thúc sao? Ngày mai tôi lại đến, ngày kia tôi cũng sẽ đến, sau này hôm nào tôi cũng tới. Cô có đến làm loạn nữa thì cũng chỉ như vậy. Loại phụ nữ đồi phong bại tục như cô, đừng mơ bước chân vào Giang gia một bước. Được, vậy sau này ngày nào tôi cũng sẽ ngồi đợi trên cầu. Bà có thể nhốt con trai bà cả đời sao? Anh ấy yêu tôi, bà không thể phủ nhận. Con trai bà yêu tôi, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với tôi, với con của tôi. Sau này đợi anh ấy làm chủ Giang gia rồi, muốn cưới ai thì cưới, muốn ai bước vào nhà thì bước. Cô trù ẻo ta chết à? Đúng, tôi nói cho bà biết, tôi sẽ đợi đến ngày ấy. Cái cô này, từ đâu chạy tới đây vậy? Mau nhanh bắt cô ta lại đi, dẫn đi, dẫn đi. Buông tôi ra, buông tôi ra. Mẹ, mẹ đừng tức giận. Tôi nói cho bà biết, Kim Phượng tôi thề sẽ có một ngày tôi đường đường chính chính bước chân vào Giang gia các người. Cô có thôi đi không? Dẫn cô ta đi, bà cứ đợi đấy. Buông tôi ra. Mẹ, cô ta bị đưa đi rồi, mẹ đừng tức giận tổn hại sức khỏe. Muốn bước chân vào sao? Ta vừa mới thề, cô ta có chết cũng đừng mơ. Dạ dạ. Về thôi ạ. Mẹ, con xin mẹ để con nói chuyện với cô ấy vài câu. Nói cái gì mà nói? Con định nói gì với cô ta? Con định nói đợi mẹ chết rồi con nên làm chủ, con có thể đường hoàng cưới cô ta sao? Con nói gì được với cô ta hả? Cô ta vác cái bụng to tới đây, đừng mơ đặt chân vào nhà này. Con thật sự thích cô ấy. Con bị hớp mất hồn rồi, đầu óc không tỉnh táo. Cô ta là loại phụ nữ gì? Con cũng dám thích hả? Một người đàn ông muốn phong lưu cũng phải xem bản thân có đủ tư cách không. Giờ con gây rắc rối rồi, hại nhà ta bị chê cười mất mặt. Quản gia, đại phu nhân, ông cho người canh giữ chặt cửa trước sau, không được cho đại thiếu gia bước một bước ra ngoài. Đại thiếu phu nhân mà hỏi thì cứ nói đại thiếu gia ở đây đối chiếu công nợ, không được để đại thiếu phu nhân biết chuyện. Dạ. Nhị nương, em cũng nghe rõ rồi. Em nào dám ạ? Em nào dám nhiều chuyện? Đại Hải, con qua đây với mẹ. Người phụ nữ này phải xử lý triệt để. Em có thai rồi. Bao giờ anh mới cưới em? Cô ta là loại người gì? Con cũng dám thích sao? Đại thiếu gia, đại phu nhân bảo em đến đưa cơm cho cậu. Đạt Thiên, anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Hôm nay bên ngoài ồn ào như vậy, lẽ nào cô không biết tí gì sao? Em không biết. Em có thể biết không? Cô không được biết, mẹ không cho phép. Rốt cuộc là có chuyện gì mà em không thể biết? Qua đây Hoang Hoang. Hoang Hoang ngoan, cha kể con nghe câu chuyện này nhé. Dạ.
Rốt cuộc là có chuyện gì? Không thể cho em biết vậy. Nếu đại phu nhân đã dặn dò như vậy rồi, phu nhân cũng không cần nghĩ nhiều. Đúng vậy. Ở trong cái nhà này, làm đại thiếu phu nhân như ta cũng chỉ là chuyện gì cũng không được biết. Cô dâu, may mà cô đồng ý qua đây, nếu không cô ấy đã bị nhốt lại rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Sao anh như âm hồn bất tán vậy? Cô mới là âm hồn bất tán. Tôi thay mặt anh trai tôi đến đưa thư cho cô. Vậy anh trai cậu có dặn thêm gì nữa không? Anh ấy muốn cô mau rời khỏi đây. Trong thư đều viết rõ rồi, cô tự xem đi. Tôi không biết chữ. Nãy tôi còn chạy ra đồn cảnh sát, không ngờ cô ấy bảo lãnh cho cô ra rồi. Là đón ra chứ không phải bảo lãnh. Cô ấy không phạm tội, cảnh sát sao dám nhốt cô ấy chứ. Kim Phượng, anh ta muốn cô về Thượng Hải đợi. Tôi còn đợi gì nữa? Tôi thấy vẫn còn hy vọng mà. Cô cũng biết, anh trai tôi đến Thượng Hải bàn chuyện đầu tư. Năm nay không hợp tác được thì năm sau nhất định sẽ hợp tác được. Đến lúc đó anh ấy sẽ đến Thượng Hải phụ trách cửa hàng. Gia đình tôi sẽ không quản được anh ấy nữa. Anh ấy có thể đến Thượng Hải và lấy cô. Nhưng công việc của tôi ở Thượng Hải không còn nữa rồi. Tôi còn đang mang thai. Sao tôi sống được ở Thượng Hải đây? Chẳng lẽ anh ấy chưa từng nghĩ cho tôi sao? Có chứ, anh ấy có nghĩ cho cô. Nên anh ấy nói là... Anh ấy nói gì? Anh ấy nói cô nên đi phá thai. Anh tôi cũng không còn cách nào khác. Anh ấy sợ sau khi đứa bé ra đời cô sẽ rất vất vả. Phá thai sao? Phá thai tốn kém lắm. Tôi nghe nói việc này còn rất nguy hiểm nữa. Rất nhiều phụ nữ vì phá thai mà mất cả mạng. Nếu tôi dám đi, tôi còn đến tìm anh ấy làm gì? Mấy chuyện đó đều là do mấy ông lang băm làm, không đáng tin. Việc này cô có thể yên tâm. Anh tôi đã dặn dò rồi, nhất định sẽ tìm bệnh viện tốt nhất cho cô. Sẽ tìm cả bác sĩ Tây Dương phẫu thuật cho cô nữa. Còn về vấn đề tiền nong, cô không cần lo. Anh của anh có thể đưa tiền cho cô ấy phá thai, sao lại không thể cho cô ấy tiền sinh hoạt chứ? Cô làm người tốt kiểu gì vậy? Chẳng nhẽ cứ ngồi đợi cô ấy sinh đứa bé ra? Cô ấy sống kiểu gì được? Vậy để tôi nói cô nghe, nếu cô chưa có con thì cuộc đời cô vẫn còn hy vọng. Cho dù cô với anh tôi không có duyên phận, cô vẫn có thể gả cho người khác. Đương nhiên, anh tôi cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Anh ấy sẽ không để cho cô phải tự sinh tự diệt. Anh ấy nói rồi, sẽ đưa cho cô một khoản tiền để cô về Thượng Hải ổn định. Chỉ cần cô bỏ cái thai đi, tôi sẽ đưa tiền cho cô.
Các người quá đáng rồi đấy. Anh muốn đưa tiền lại còn phải đợi cô ấy phá thai xong. Đây gọi là gì? Điều kiện trao đổi à? Khoản tiền này là của tôi, đương nhiên phải đợi cô ấy phá thai xong tôi mới đưa. Tôi nói thật với cô, anh tôi đúng là hết cách rồi. Tôi có lòng tốt giúp cô, mong cô hiểu rõ. Nếu anh cậu đã vô tình vô nghĩa như vậy, không muốn có đứa con này. Được, vậy tôi nghe cậu. Đi phá thai. Sắp xếp ổn thỏa rồi à? Tốt lắm. Đừng để lâu. Cô ta có mặc cả với con không? Dạ không. Con nói với cô ấy rồi, khoản tiền này là của con, đưa hay không là do con. Nên cô ấy cũng đồng ý rồi. Cô ta cũng biết có làm loạn hơn nữa cũng chỉ có từng ấy tiền. Cái chuyện đến tận nhà lừa bịp lấy tiền phải giải quyết thẳng tay ngay từ đầu. Cô ấy không phải đến lừa tiền ạ. Tiền cô ta cũng cầm rồi, còn nói không phải. Mẹ à, cô ấy cũng là đường cùng rồi. Ý con là sao? Con không có ý gì à? Chỉ là con muốn nói, hình như cô ấy và anh cả yêu thương nhau thật sự. Chỉ là một cô gái phong trần, sao quản được đó là tình cảm giả hay thật? Cái hóa đơn đó, đưa tôi xem. Đây. Châu Tinh. Tôi còn đang định trưa nay đi qua tìm cô. Tôi đang định đi bệnh viện. Bây giờ sao? Qua đây. Sao nhanh vậy? Tôi hẹn với bệnh viện rồi. Cứ vậy đi. Vậy nhị thiếu gia Giang gia đâu? Cậu ấy đợi bên ngoài. Tôi biết là cô phải làm việc, tôi cũng biết không nên làm phiền cô. Nhưng một mình tôi đến bệnh viện, tôi sợ lắm. Yên tâm đi, cô đợi một lát. Em muốn xin nghỉ phép. Anh có thể xin nghỉ phép không? Anh bận lắm. Anh bận cái gì? Mỗi anh bận à? Cô Châu. Cô Châu, chào buổi sáng. Chào anh. Cô ấy đâu rồi? Đang đợi bên trong. Tôi nói với cô ấy rồi, chưa cầm được tiền thì không đi bệnh viện. Tiền gì cơ? Anh nói xem. Tôi đã nói rồi, cô ấy làm xong tôi tự khắc đưa tiền. Sao phải đi bệnh viện rồi? Ai mà biết được làm phẫu thuật xong mấy người có định trả tiền hay không?
Tôi lấy nhân cách của Giang Đạt Hải tôi đây, dùng uy tín của Giang gia ra đảm bảo với cô, nhất định sẽ không giở trò với các cô. Giang gia các người vẫn còn danh dự à? Hai anh em nhà anh đều không đáng tin, chỉ biết ăn hiếp phụ nữ yếu đuối. Anh bảo tôi tin anh kiểu gì? Tôi không có tiền. Không có à? Vậy tạm biệt. Anh làm gì vậy? Động tay động chân. Hiện giờ trên người tôi không có mang tiền, tôi phải qua tiệm lấy ngân lượng. Được, tôi đợi anh. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, tôi ra ngoài một chút rồi sẽ về ngay, không được nhiều chuyện, coi như chưa nhìn thấy tôi. Đại thiếu phu nhân, sao vậy? Em... có chuyện gì vậy? Em nhìn thấy đại thiếu gia trốn ra ngoài bằng cửa sau. Tại sao lại nói là trốn ra ngoài? Là đại phu nhân không cho phép đại thiếu gia đi ra ngoài. Nếu em nói ra, đại thiếu gia sẽ ghét em. Nhưng nếu em không nói, đại phu nhân sẽ đánh chết em mất. Tại sao lại không cho anh ấy ra ngoài? Sao anh ấy lại phải trốn đi? Phu nhân đừng hỏi em nữa. Đại phu nhân nói là không được cho phu nhân biết chuyện, sợ phu nhân sẽ đau lòng. Vậy ta đi hỏi mẹ. Đại thiếu phu nhân, phu nhân đừng đi hỏi mà. Nếu phu nhân đi, không những hại em, còn hại cả đại thiếu gia và bản thân phu nhân. Đại thiếu gia có tình nhân bên ngoài, người hôm qua đến làm loạn, có phải là cô ta không? Đại thiếu phu nhân, chuyện này phu nhân đừng hỏi em nữa, em cũng không rõ à. Em là người nhà mẹ đẻ ta đưa tới, ta không hỏi em thì trong cái nhà này ta còn có thể nói với ai đây? Em không nói. Nếu em không nói, ta sẽ đi hỏi mẹ. Phu nhân đừng đi mà. Đại thiếu phu nhân, chuyện này em cũng không quản được, cứ cho là phu nhân biết thì cũng có làm được gì đâu. Chồng ta còn không muốn ở nhà nữa, ta còn cần phải giả câm giả điếc sao? Đại thiếu phu nhân, chuyện này phu nhân chỉ có thể giả câm giả điếc. Ngân phiếu ở ngân hàng tư nhân Mậu Thông, các cô có thể đổi tiền ở đây, cũng có thể về Thượng Hải mà đổi. Cô ấy giờ không có việc làm, cũng không có chỗ ở, hơn nữa lại còn ở Thượng Hải, cái gì cũng đắt đỏ. 300 đồng đủ cho cô ấy dùng trong bao lâu chứ? 300 là nhiều rồi. Cô biết không, trong tiệm nhà tôi, người làm thuê mỗi tháng chỉ kiếm được chưa đến 20 đồng. Sao có thể so sánh như vậy?
Cô Kim, tôi từng nói với cô rồi, món tiền này là tôi tự bỏ ra, cũng chỉ được bấy nhiêu thôi. Hơn nữa tôi cũng phải trả tiền viện phí, coi như đây là chút tấm lòng của tôi. Cậu có lòng giúp đỡ như vậy cũng là khó cho cậu rồi, đừng tranh cãi nữa. Tôi thấy nếu đã vậy thì cô cũng đừng quay về Thượng Hải nữa. Sao lại không quay về Thượng Hải? Quay về kiểu gì đây? Số tiền ít ỏi này đủ cho cô ấy sống ở Thượng Hải bao lâu? Tôi thấy hay là cô cứ ở lại đây, nếu may mắn còn có thể gặp lại được đại thiếu gia Giang gia. Cô thấy sao?